các bạn đã đến với chương trình chia sẻ ước mơ du học Mỹ cùng với công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam, công ty Tần Đại Dương. Thì trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc chia sẻ trò chuyện ngắn với bạn Phương Thùy. Bạn vừa mới đậu visa du học Mỹ và bây giờ chúng ta hãy bắt đầu cuộc trò chuyện với bạn. Chị xin chào Thùy. Em chào chị. Thì có thể giới thiệu sơ nét về bản thân em cho tất cả các bạn được rõ không? Em tên là Phương Thùy, năm nay 21 tuổi, hiện đang là sinh viên Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Mình đang là sinh viên Đại học Kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thì mình qua Mỹ mình sẽ chọn cái chương trình nào để mình theo học ấy? Em sẽ học ở trường Middle Tennessee State University chuyên ngành quản trị kinh doanh. Sao mình lại chọn Mỹ để mình theo học? Bởi vì Mỹ có nền giáo dục tốt nhất trên thế giới, đồng thời kinh tế Mỹ cũng phát triển rất thích hợp cho em học ngành quản trị kinh doanh này. Vậy em có thể nói giới thiệu sơ nét về cái ngôi trường mình theo học hay không? Cái điểm mạnh nào là điểm mạnh của trường? Trường em có hơn 100 năm kinh nghiệm, đồng thời nằm trong top 25 vùng Đông Nam của Mỹ. Hàng năm có 24.000 sinh viên theo học với 500 sinh viên quốc tế, và ngành quản trị kinh doanh là một thế mạnh của trường. Sau khi mình học xong các bậc đại học, mình có cái dự định gì xa hơn cho con đường học vấn của mình hay không? Sau khi em hoàn thành khóa học mà đại học ở Mỹ thì em sẽ tiếp tục mà học thạc sĩ ở bên Mỹ. Khi mà mình cảm thấy là cái con đường học vấn của mình cảm giác là mình bằng lòng với cái bằng cấp mình đã có được rồi á, thì cái dự định nghề nghiệp của em ở tương lai là gì? Em sẽ quay trở về Việt Nam và sau đó tìm kiếm một công việc phù hợp ở những tập đoàn công ty đa quốc gia. Rồi cho chị sẽ hỏi em về một chút chia sẻ về cái buổi phỏng vấn của em với lãnh sự Mỹ ngày hôm nay. Thì cái cảm giác của em như thế nào khi tham dự cái buổi phỏng vấn đó? Ban đầu thì cũng hơi hồi hộp, nhưng khi đến gặp lãnh sự quán thì em rất là thoải mái, do lãnh sự quán cũng rất là thân thiện. Em có một điều gì đó để chia sẻ với tất cả các bạn về buổi phỏng vấn của em hay không? Em chỉ muốn nói với các bạn là cứ hãy bình tĩnh tự tin thì sẽ được rồi. Rồi bây giờ sẽ hỏi em một chút về cái cảm nhận của em về Tân Đại Dương ha. Thì sao mình biết tới dịch vụ của Tân Đại Dương? Do một người bạn của em cũng vừa mới đậu visa làm ở Tân Đại Dương giới thiệu cho em ạ. Rồi trong quá trình mình làm hồ sơ, mình có cảm giác như thế nào về Tân Đại Dương? Tân Đại Dương rất là nhiệt tình trong việc là làm hồ sơ cho em, giống như là luôn nêu được những điểm mạnh của em, còn điểm yếu thì khắc phục cho em. Và làm hồ sơ rất là nhanh ạ. Vậy cái khoảng thời gian mình làm hồ sơ đây mất phải bao lâu? Dạ 1,5 tháng. 1 tháng rưỡi là mình đã có visa trong tay rồi. Dạ. Vậy thì chị cũng chúc cho em là mình sẽ qua bên Mỹ để mình hoàn thành ước mơ học Mỹ của mình. Và có thể kiếm được những cái bằng cấp cao hơn và xa hơn để mình đạt được những cái ước nguyện của mình. Và chị hy vọng là chị sẽ được gặp em một lần nữa để em chia sẻ với tất cả các bạn về cuộc sống của du học sinh Mỹ thì như thế nào. Và những lần em quay lại Việt Nam để về thăm gia đình. Thì hãy ghé đến đây với chúng tôi. Chỉ đó là một chút ít chia sẻ của bạn Phương Thùy thôi, nhưng chúng tôi hy vọng rằng sẽ hỗ trợ cho tất cả các bạn. Những bạn nào đang có ý định đi du học Mỹ thì hãy kết nối ngay với chúng tôi theo số điện thoại 3848 4879 để chuyên viên tư vấn của chúng tôi hỗ trợ bạn.